em chia sẻ cái like là ra bên ngoài đi để cho mọi người vào xem cho nó đông đông vui vui tí nào. Rồi chào sau anh em nhé, bắt đầu live stream này. Nguyên tắc phối hợp kháng sinh trong thú y. Bác sĩ thú y Phan Xuân Trinh. Thứ nhất ấy là anh em để ý cho tôi, kháng sinh là vũ khí quan trọng để chống lại vi khuẩn gây bệnh. Thế nên cái câu hỏi đặt ra cho anh em ấy là khi mà tôi vừa mới làm vaccine xong, tôi có được dùng kháng sinh hay không? Đấy, câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 ấy là sau khi tôi dùng vaccine xong ấy, mà gà con heo của tôi nó lăn ra nó ốm, thế có được dùng kháng sinh hay không? Thế thì chắc là rất nhiều người là không trả lời được câu hỏi này, nhưng không sao, không trả lời được thì hôm nay trả lời được. Tôi hỏi lại câu hỏi nhá. Có rất nhiều người nói là anh Trinh ơi, gà nó tôi vừa mới làm vaccine xong thì nó bị nó lăn ra nó ốm, thế có dùng được kháng sinh hay không? Đấy là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 ấy là sau khi dùng kháng sinh xong có được dùng vaccine hay không? Thì câu 1 ở nguyên tắc phối hợp kháng sinh đó chính là kháng sinh là vũ khí quan trọng để chống lại vi khuẩn gây bệnh. Thế nên là kháng sinh là nó chỉ có tác dụng mới là vi khuẩn thôi, không có tác dụng với virus. Mà đa số thuốc của anh em ấy, đa số vaccine là vaccine virus chứ không phải vi khuẩn. Duy nhất là trên con gà hoặc trên con lợn thì nó có vaccine xuyễn, còn trên con gà nó có vaccine coryza ấy. Nhưng mà rất tiếc đấy là hai loại vaccine chết. Thế nên là nếu mà đã là vaccine chết ấy thì kháng sinh không có tác dụng gì với nó cả. Em để ý cho tôi nhá, nếu mà đã là kháng sinh ấy thì diệt được vi khuẩn, nhưng mà thông thường vi khuẩn vaccine là vi khuẩn chết, thế nên đã vi khuẩn chết thì không thể diệt được nó nữa. Ví dụ anh em cứ tưởng tượng là bây giờ mình đi ra ngoài đường chẳng hạn, mình gặp thấy một con chó chết, thế con chó chết nằm ngoài đường, mình có cầm dao mình phay nó mấy nhát nữa thì nó vẫn là con chó chết mà, nó có cho phải chó sống đâu. Thế nên là kháng sinh là vũ khí quan trọng để chống lại vi khuẩn gây bệnh, nên là kháng sinh chẳng có tác dụng gì với virus cả, và quan trọng nhất không có tác dụng với vi khuẩn chết. Để mà sử dụng kháng sinh đúng ấy thì thứ nhất là phải chẩn đoán lâm sàng chính xác. Lúc nãy tôi có hướng dẫn anh em mổ khám chẩn đoán bước thuốc kê đơn, anh em phải làm cho nó chuẩn đủ các bước thì khi đấy chẩn đoán nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà anh em nào không chuẩn các bước ấy thì xin thưa là thầy bói xem voi thôi, đừng có gửi ảnh cho các chuyên gia, hỏi các chuyên gia là ông bảo anh chẩn đoán hộ cho em ca bệnh, cái người ta chẩn đoán làm sao được. Thầy bói xem voi, thầy bói mù không xem được. Bắt buộc anh em phải mổ khám chẩn đoán, nó phải chi tiết, càng chi tiết bao nhiêu thì cái việc chẩn đoán nó càng hiệu quả bấy nhiêu, nên là nó phải chính xác. Cái thứ hai ấy là phải dựa vào kết quả xét nghiệm vi sinh vật. Các bạn để ý là khi mà lấy mẫu vi khuẩn ấy, thì người ta sẽ làm một cái nuôi cấy ở trên tế bào, người ta sẽ nuôi cấy trên trên đĩa thạch ấy, thì người ta phát hiện ra nó là con vi khuẩn gì. Từ đấy khi mà người ta phát hiện là con vi khuẩn gì, người ta nuôi cấy tiếp và người ta làm kháng sinh đồ. Cái vấn đề làm kháng sinh đồ này thì ở chỉ trong phòng thí nghiệm phải làm thôi. Còn lại tuy nhiên ấy, trong trường hợp cần điều trị ngay trước khi phân lập vi khuẩn ấy và làm kháng sinh đồ thì phải dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết về kháng sinh để mình lựa chọn làm sao cho phù hợp và hiệu quả. Thế nên là anh em đừng có đợi mà đi xét nghiệm xong mới chữa nhá. 3 ngày mới xét nghiệm xong thì về gà nó chết hết rồi. Nên là quan trọng nhất là phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình, dựa vào anh em, dựa vào kiến thức. Kiến thức nó là nền tảng để có thể giúp ta tiến đến mọi nơi. Ok, tiếp theo, các bệnh chính ở trên gia cầm. Thứ nhất ấy là nhóm virus có Newcastle này, Gumboro này, Marek, IB, INT, EDS và Reo, và còn rất nhiều bệnh khác. Cúm đó, nhóm vi khuẩn có CRD, E. coli, Salmonella này, đầu đen này, ký trùng đường máu, Clostridium và các bệnh kế phát khác, nó rất nhiều bệnh. Nên anh em để ý là trên con gà nó bâu nhiều bệnh quá, nên là làm thế nào làm chẩn đoán lâm sàng nó phải chính xác, đừng có để mà đến lúc xét nghiệm xong thì mới bắt đầu đi chẩn đoán bốc thuốc kê đơn thì dường như nó không bao giờ nó có hiệu quả. Ok, các bạn thấy không, mầm bệnh ở trên người con vật thì rất nhiều, nên anh em ta phải làm thế nào để phải kiểm soát được nó thì mới tuyệt vời. Có hai quan điểm để ta có thể phòng chống dịch bệnh. Quan điểm số 1 người ta gọi là quan điểm truyền thống, quan điểm thứ hai là quan điểm hiện đại. Ở trong quan điểm truyền thống ấy thì đợi đến khi gà bị bệnh ta mới phóng ra ngoài để ta mua thuốc về ta chữa. Và ngày xưa khi mà tôi đi mổ khám gia cầm ấy thì người ta không bao giờ người ta cho mổ khám con gà sống đâu, người ta chỉ cho con gà chết để mổ khám thôi. Nên là khi mà con gà chết mà mổ khám ấy xong mình điều trị gấp để giảm chi phí gia thành ấy, thì lúc đấy mình chẳng chẩn đoán được bất kỳ một bệnh gì đâu. Nên là anh em chú ý cho tôi, khi mà chẩn đoán bệnh gia cầm ấy thì các anh em phải chẩn đoán con gia cầm được sống còn gấp ngoái thì lúc đấy mình xem nó mới chính xác được chi. Anh em nhớ nhá. Thứ hai là quan điểm hiện đại này, theo dõi sự không đồng đều, kiểm tra huyết thanh lịch sử bệnh,
chủ động phòng bệnh ở giai đoạn sớm, làm tối đa lợi nhuận của nó lên. Thế thì cái cách rất đơn giản như sau. Đầu tiên ấy là anh em phải xem có điều gì bất thường ở trong trang trại của mình hay không. Tôi ví dụ như là hôm nay đàn gà thì mình ăn 10 bao cám chẳng hạn, ngày mai nó ăn 8 bao, ngày kia nó ăn 6 bao, thì anh em phải để ý ngay là tại sao nó lại như thế, phải theo dõi ngay. Thế thì đừng có để đến lúc mà con gà nó bị lặn quá rồi mới đi gọi thầy thuốc, thì lúc đấy chỉ có xe rùa thôi, không có cách nào có thể chữa trị được cái trường hợp này đâu, chỉ có xe rùa. Nên là nhớ anh em là quan điểm truyền thống, tức là đợi, đừng có đợi khi mà con vật nó bị bệnh mình mới mang đi chữa, mà các bạn hãy chủ động phòng ở giai đoạn sớm, nó sẽ tối đa lợi nhuận của các bạn. Có rất nhiều người chăn nuôi nói với Xuân Trịnh tôi mà ông ơi, gà nó tôi nó chẳng làm sao cả, cần gì phải dùng thuốc, cần gì phải dùng vaccine. Nhưng xin thưa với quý vị ấy, đúng bình thường nó chẳng sao đâu, nhưng mà khi mà dịch bệnh hay một bất kỳ một yếu tố nào nó quật vào ấy, thì xin thưa với quý vị và các bạn, lúc đấy nó là nghìn sao lấp lánh như là bầu trời Việt Nam. Thế nên là tốt nhất anh em phải học cách phòng bệnh từ giai đoạn sớm, chủ động trong tất cả mọi tình huống, không được để dịch bệnh xảy ra rồi gà ốm rồi mới đi tìm thầy thuốc. Và nhớ thêm cho tôi một điều rằng sân chơi của những người chăn nuôi ấy là các bác phải tìm đến những bác sĩ thú y tin cậy, tìm đến những đại lý có vị thế, có kinh nghiệm và có uy tín chất lượng để mình có thể kết hợp với người ta bảo vệ đàn vật nuôi của mình. Còn nếu mà các bác chăn nuôi mà cứ tự làm ấy, tự ăn ấy, thì xin thưa các bác thì suốt ngày đi nuôi mấy ông thầy thuốc dởm thôi. Như tôi cũng là thầy thuốc dởm ấy, tôi mà đi chữa bệnh hoặc tôi đến trang trại ấy mà nói chuyện với tôi chỉ bảo là bác cứ cho đi xe rùa đi, em mà chữa gà thì bác càng nhanh chết, thế này mọi người sợ thì không bao giờ mời tôi đi chữa gà đấy. Thế nên anh em nhớ là sân chơi của người chăn nuôi là phải tìm những đối tác tin cậy để mình có thể kết hợp với họ để chăn nuôi thành công. Còn với sân chơi của đại lý ấy, thì các bác đại lý phải làm sao làm phải nâng cao trình độ của mình lên, có tài năng thì phải cống hiến cho thiên hạ, có kỹ thuật thì phải giúp đỡ cho mọi người, đừng có để trong nhà ăn một mình khổ lắm. Ngày xưa ấy, tôi thấy có nhiều ông kỹ thuật giỏi bí quyết ấy chỉ có giấu dùng cho một mình thôi để mình kiếm tiền thôi, nhưng bây giờ công nghệ nó hiện đại, nó mở rồi. Đây này, hôm nay Xuân Trịnh tôi live stream ở đây, tất cả anh em ở khắp Việt Nam và trên thế giới đều xem được cái này, đấy nó mới một cái tuyệt vời. Xin chào anh Nguyễn Đình Thuyết, xin chào Hiển Nguyễn, xin chào Nai Phép, chuyên nghiệp của anh, xin cảm ơn Re Live Phép, Huỳnh Nguyễn xin chào, Đào Minh Quân xin chào Live Phép, xin chào Quỳnh Kem đấy anh em nhé. Em nhớ cho tôi là nó có hai cái quan điểm phòng bệnh như thế. Tiếp theo nhá, cái live stream là dài phết đấy, cứ từ từ ngồi mà nghe. Anh em chia sẻ cái live stream ra để anh em vào có thể tương tác và chia sẻ cùng với Xuân Trịnh ấy. Tất cả những bác nào ấy mà giao lưu làm việc với công ty Gia Khánh và Big Boss, các bác sẽ được chia sẻ kỹ thuật thường xuyên, sẽ được đưa người chăn nuôi khách hàng của mình vào group của bên công ty, và quan trọng nhất các bác sẽ được đào tạo về tư duy, về làm video, live stream và tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ, để các bạn có thể kết nối và mang giá trị giải pháp của mình phục vụ tất cả các khách hàng thân yêu của mình. Lê Hiếu có xem video của Xuân Trịnh hay không à? Ở trên đầu Xuân Trịnh hình như có cái chai gì nó đang đây, cái chai này này. Cẩn thận nó rơi vào đầu tôi nhá. Đây chai này ông Hiếu ơi. Cẩn thận cái chai này rơi vào đầu tôi nhá. Để ngay trên đầu nguy hiểm phết đấy. Chai đấy là chai gì đấy? Timicom 200 à? 250 à? À đúng rồi, đây là một trong những cái thuốc tuyệt vời để chữa CRD cực mạnh nhá. Rồi tiếp tục nhá. Quan điểm truyền thống hiện đại này, tiếp theo. Đây là một bức tranh hoạt hình rất thú vị. Một bên ấy nó là đại diện cho sức đề kháng của con vật, một bên là đại diện cho mầm bệnh của môi trường. Các bạn nhớ rằng sức đề kháng và mầm bệnh nó đang ở ngưỡng cân bằng, và ở giữa chính là cái cân vàng, nó chỉ rằng là hai cái cân này nó đang thăng bằng. Nhưng mà chỉ cần đợi lắng mưa thất thường này, trời lắng này, trời mưa thất thường, đây là một trong những cái môi trường bất lợi cho sức đề kháng của con gà, và nó lại là môi trường thuận lợi cho mầm bệnh sinh sôi nảy nở phát triển. Thế nên là con vật mầm bệnh màu xanh nó sẽ có thể tấn công con gà của chúng ta bất kỳ lúc nào. Thì bây giờ nó chỉ có 3 tình huống xảy ra để các bạn có thể phòng bệnh được hiệu quả. Tình huống số 1 ấy là các bạn làm cho con gà của mình nó trở thành siêu nhân. Đã là mà là gà siêu nhân thì không ai có thể tấn công được. Rất đơn giản như sau. Ví dụ ông Lê Hiếu chẳng hạn, giám đốc công ty Big Boss, thuộc Big Boss. Bây giờ ông đang phóng xe phạch 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 ra chợ, ví dụ mệt quá thì vào làm non bò húc húc phát cho nó khỏe lại đi tiếp, đúng không?
Thế thì đàn gà chúng ta cũng thế, thỉnh thoảng phải tăng cường sức đề kháng bằng việc cho ăn men này, cho ăn thuốc bổ này. Đặc biệt bên Big Boss Gia Khánh tôi đang có cái sản phẩm là tăng tốc ngăn vịt đây. Đây là một trong những sản phẩm tuyệt vời. Anh em mua về làm cho vịt ngan gà mau lớn, sức khỏe tốt thì làm sao mà mình có tấn công được. Nên số 1 sẽ làm cho con gà trở thành siêu nhân, ăn ngon ngủ tốt, khỏe mạnh thì chẳng ai tấn công được. Và cách thứ hai là giảm áp lực mầm bệnh bằng cách nào? Anh em nhớ cho tôi, ngày xưa anh em có xem cái phim Tam Quốc Diễn Nghĩa không nhỉ? Đúng rồi, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Để mà tấn công một cái thành trì ấy thì ông Quan Vũ ông phải tập hợp ví dụ 1 vạn quân để đánh cái thành này. Thế bây giờ ông mầm bệnh ấy, ông đang tập hợp 1 vạn quân rồi, thế là ông Trịnh ấy, ông mang kháng sinh sang, ông đập bém một phát vào đầu. Thế là ông mầm bệnh bị chết bớt đi thì bao giờ mới đủ số lượng để ông tấn công tôi? Thế anh em nhớ cho tôi là kháng sinh không phải là dùng để phòng bệnh, mà là kháng sinh là để giảm áp lực mầm bệnh nhá. Nhớ cho tôi là kháng sinh giảm áp lực mầm bệnh chứ không phải phòng bệnh nhá. Và còn một điều quan trọng nữa, anh em nhớ cho tôi là ở trên bao thuốc nó có ghi là liều phòng bằng nửa liều điều trị ấy, là người ta nói về liệu trình thời gian chứ không phải nói về hàm lượng thuốc nhé. Nếu mà ai hiểu hàm lượng thuốc là sai đấy, tức là liều phòng bằng nửa liều điều trị có nghĩa là nếu mà ông điều trị là 5 ngày còn phòng thì khoảng 2-3 ngày nó sẽ rất hiệu quả. Tiếp theo tình huống số 3 ấy, tức là mình sẽ tạo một cái lớp vỏ bọc rào chắn cho con vật nuôi của mình, con gà. Đó chính là việc các bạn dùng vaccine phòng bệnh thì các bạn sẽ tạo thành một cái lớp áo giáp, lớp rào chắn cho sức đề kháng để con mầm bệnh không bao giờ tấn công được sức đề kháng. Đấy thì có, tôi đọc lại là có 3 cách để các bạn có thể giúp cho đàn vật nuôi của mình khỏe mạnh phát triển tốt. Cách số 1 là làm cho con gà của mình nó trở thành siêu nhân bằng cách cho ăn ngon ngủ tốt, uống thuốc điện giải, thuốc bổ để cho khỏe lên. Cái thứ hai là dùng kháng sinh để giảm áp lực mầm bệnh định kỳ. Thỉnh thoảng thời tiết nắng mưa thất thường mang kháng sinh ra vã cho con mầm bệnh một phát để cho nó giảm áp lực mầm bệnh đi thì không bao giờ nó bị bệnh. Tiếp theo trường hợp số 3 là các bạn có thể sử dụng vaccine phòng chủ động để làm cho con gà nó có tính miễn dịch cao, nó tạo thành lớp rào chắn thì không bao giờ mầm bệnh tấn công được. Anh em xem bên đây hiểu hình dung chưa? Nếu hình dung rồi thì comment cho Xuân Trịnh số 2 cái. Comment số 2 để Xuân Trịnh biết là mọi người vẫn đang nghe cái. Comment số 2 để biết là mọi người vẫn đang nghe Xuân Trịnh nói nhá. Trong chương trình phòng bệnh được thực hiện như sau. Thứ nhất là anh em phải đặt chương trình quản lý lên hàng đầu. Tất cả mọi sự thành công ở trong trang trại chăn nuôi thì bắt đầu số 1 nó phải là chương trình quản lý chăm sóc. Tôi nhớ một vài tháng vừa rồi khi mà cái dịch tả châu Phi hoặc là cái dịch cúm gia cầm mấy năm về trước, tôi đi vào trang trại, bước vào trang trại gọi là chân tay là ngập trong đống phân, thế thì làm sao mà phòng được bệnh. Nên là anh em nuôi gà thì chú ý cho tôi là môi trường nó là số 1 ở trong chăn nuôi. Càng thông thoáng bao nhiêu, càng mát rượi, càng ngon lành bao nhiêu thì hiệu quả và phòng bệnh nó càng ngon bấy nhiêu. Còn nếu mà chuồng trại bẩn ấy mà mùi amoniac nhiều ấy thì kiểu gì bụi nhiều thì kiểu gì nó cũng bị hô hấp nhiều. Nên là môi trường là số 1. Cái thứ hai ấy là chương trình dùng thuốc kháng sinh. Thì anh em dùng thuốc kháng sinh nhớ là kháng sinh là để giảm áp lực mầm bệnh nhá, không phải là để phòng bệnh. Thế nên là cứ thỉnh thoảng lắng mưa thất thường và định kỳ ở những cái giai đoạn nhạy cảm anh em dùng kháng sinh đưa vào tăng một phát là con vi khuẩn nó chết bớt đi thì không bao giờ nó tấn công được con vật. Chương trình số 3 đến là chương trình vaccine. Chương trình vaccine, khi mà các bạn kết hợp cả ba chương trình này lại, quản lý chăm sóc này, thuốc kháng sinh này, vaccine này, kết hợp cả ba chương trình này lại thì các bạn sẽ làm được thành một cái quy trình quy chuẩn ở trong trang trại chăn nuôi. Mục đích thứ nhất đấy là hạn chế sự tiếp xúc với mầm bệnh. Thứ hai là kìm hãm sự sản sinh nhân lên của mầm bệnh. Và thứ ba là tăng khả năng miễn dịch của đàn. Ok, xong nhá, quy trình phòng bệnh. Thì bây giờ các nhóm kháng sinh phân biệt như sau. Các nhóm kháng sinh chính, thứ nhất là người ta gọi là nhóm beta-lactam, bao gồm có penicillin này, ampicillin, amoxicillin và các cephalosporin ví dụ như Ceftifur hoặc là cefotaxime hoặc là cephalexin này, cefo này, rồi là cái cefepilon các thứ đấy, nó đều là thuộc nhóm cepha nhé. Nhóm số 2 là nhóm aminoglycosid thì bao gồm có teptomycin này, kalamycin, gentamicin.
Nhóm số 3 là nhóm polypeptide bao gồm có colistin. Nhóm số 4 là nhóm macrolide có tinosin, spiramicin, rifamicin. Nhóm số 5 là nhóm pleomotilin là tiamulin. Nhóm số 6 là lancomid bao gồm có lancomycin. Và cái nhóm lancomycin ấy tác động giống nhóm macrolide về cơ chế tác dụng phổ kháng khuẩn và đặc điểm sử dụng lâm sàng cùng họ. Nhóm số 7 là nhóm tetracycline bao gồm có tetracycline này, clotetracycline, oxytetracycline, doxycycline. Và nhóm phenicol bao gồm có chloramphenicol, thiamphenicol, chlorphenicol. Nhóm quinolone có norfloxacin, androfloxacin. Nhóm sulfolamid có sulfaguarin, sulfadiazin và nhóm diaminopyridine thì có chimetoprim. Ok, đây là 11 nhóm kháng sinh. Ok, tiếp nhá. 11 nhóm kháng sinh này. Và tiếp theo, để mà phân biệt 11 nhóm kháng sinh này thì người ta sẽ dựa vào một cái thứ quan trọng người ta gọi chính là đích tác cơ chế tác động của kháng sinh khác nhau. Thứ nhất ấy là nhóm kháng sinh beta-lactam. Các bạn nhìn đây, beta-lactam của chúng ta là nhóm ức chế tổng hợp thành tế bào. Đấy là beta-lactam. Và nhóm thứ hai là nhóm tác động vào màng nguyên sinh chất. Đó chính là polypeptide, là bao gồm có colistin. Nhóm số 3 là nhóm ức chế chuyển hóa axit folic, là có sulfamid. Nhóm số 4 là ức chế tổng hợp axit nucleic là quinolone này, lychomidazone này, rifamycin này. Nhóm số 5 là nhóm ức chế tổng hợp protein là có nhóm macrolide, chlorpheniconazole, nicosamide, diamolin và aminoglycosidic. Và bây giờ tôi sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn về cái cơ chế tác động của kháng sinh như này. Tôi nhớ cách đây một thời gian trước là có sự cãi lộn giữa anh Đô Va Hùng và một người bạn của tôi ở trên mạng là có phối hợp được nhóm beta-lactam tức là amoxicillin với androfloxacin hay không. Thì với cái hiểu biết của tôi thì tôi phân tích như thế này: amoxicillin nó thuộc nhóm beta-lactam, nó sẽ tấn công vào thành của tế bào con vi khuẩn. Còn androfloxacin nó thuộc nhóm quinolone, nó tấn công vào nhân của con vi khuẩn tức là ADL. Các bạn hình dung được không? Nó sẽ có hai cái lý thuyết như này. Lý thuyết số 1 ấy là hai cái thuốc này tấn công vào một con vi khuẩn. Thế thì nhóm beta-lactam nó sẽ tác dụng vào con vi khuẩn trong quá trình phân chia, tức là vỏ tế bào của nó đang phân chia thì beta-lactam nó sẽ ức chế tổng hợp thành của tế bào nên là con vi khuẩn nó không nhân lên được. Và ngoài ra cái axit nucleic cái nhóm quinolone nó tấn công thẳng vào nhân của con vi khuẩn. Thế bây giờ con vi khuẩn mà mất ruột thì nó cũng không sống được, mà mất vỏ nó cũng không sống được. Thế nên là trên cái quan điểm của Xuân Trịnh tôi về về kỹ thuật, về tìm hiểu chuyên sâu thì cái amoxicillin và androfloxacin có thể kết hợp bình thường với nhau. Còn trên thực địa lâm sàng thực tế thì khi tôi phối trộn enro và amox điều trị các ca bệnh, nó sẽ diễn ra hiệu quả cực kỳ mạnh luôn. Và trên một cái lý thuyết tiếp theo về cơ chế tác động như nhóm kháng sinh thì các bạn để ý là khi mà con vật nó bị mắc bệnh ấy thì nó sẽ bị ghép tất cả rất nhiều bệnh với nhau. Và có thể cái nhóm beta-lactam nó là amoxicillin, nó chỉ mạnh với con gram dương, còn gram âm nó không mạnh lắm. Với cái hàm lượng mà dưới 20 mg thì amoxicillin không có khả năng diệt được con E. coli. Nhưng mà ngược lại, quinolone nó thuộc nó enrofloxacin, nó chuyên trị gram âm, mạnh rất mạnh về con gram âm, nên nếu mà ta dùng với hàm lượng 20 mg thì nó có thể diệt con E. coli và con Salmonella cực kỳ dễ dàng. Nên là các bạn để ý cho tôi, cái việc kết hợp giữa nhóm beta-lactam và nhóm quinolone nó là một điều hết sức bình thường và hiệu quả rất cao. Nên là anh em đừng có tranh cãi ở trên mạng làm gì cả. Quan trọng nhất nó chính là lâm sàng và điều trị thực tế. Khi các bạn đưa ra các bạn điều trị nó có hiệu quả thì đấy là công thức chuẩn. Còn lại, lý thuyết là lý thuyết, nếu mà không đưa ra áp dụng, các bạn cứ ngồi các bạn bảo ôi không làm được đâu, không chữa được đâu, thì cuối cùng kết luận là nó không có trải nghiệm gì cả. Nên là quan trọng nhất ấy, ở đây tôi chia sẻ với các bạn nguyên tắc phối hợp kháng sinh, kỹ thuật mổ khám, các bạn phải đưa cái đấy vào làm hàng ngày, áp dụng hàng ngày thì nó có kết quả, có trải nghiệm thì khi đấy mới là của các bạn. Còn các bạn cứ ngồi các bạn bảo không được đâu, không làm được đâu thì cuối cùng nó không có kết quả gì cho các bạn đâu. Tiếp theo,
Tôi rất thích cái nhóm ức chế chuyển hóa axit folic. Các bạn nhớ sulfamid và chymetobrim tôi rất thích dùng, tại vì trong quá trình phân chia của vi khuẩn ấy thì cái pa 3 của nhóm sulfamid và chymetobrim nó rất giống cái pa 3 của con vi khuẩn. Thế nên là khi mà đưa cái nhóm kháng sinh này kết hợp với nhau vào điều trị vi khuẩn này thì con vi khuẩn nó nhận nhầm hai cái kháng sinh này, chính là cái đoạn mã hóa của cái đoạn gen để sinh sôi nảy lở, thế nên nó nhận nhầm là nó chết rồi. Nên là đây là một trong những cái tác dụng tuyệt vời của nhóm sulfamid và nhóm chymetobrim. Nên là khi anh em tìm hiểu chuyên sâu, càng sâu về kháng sinh bao nhiêu thì anh em càng thấy nó kinh khủng khiếp và nó hiệu quả bấy nhiêu. Tiếp theo, cái nhóm ức chế tổng hợp protein, ức chế tổng hợp protein bao gồm có chlorpheniconazole và macrolide, lancosamide đấy rất là hiệu quả trong vấn đề ức chế tổng hợp protein ribosome của con vi khuẩn. Và các bạn nhớ cách đây một thời gian tôi có chia sẻ với các bạn một trong những cái cách phối hợp kháng sinh như thế này. Nếu mà anh em nào đang xem livestream thì hết sức là tuyệt vời, tại vì các bạn sẽ được nghe những cái trải nghiệm tuyệt vời của Xuân Trinh tôi. Như thế này nhá. Bình thường các bạn để ý ở trên công thức ở trên mạng người ta hay sử dụng cái doxyfloor. Thì doxy và floor, doxy nó thuộc nhóm ức chế tiểu thể 30S, còn cái floor nó ức chế tiểu thể 50S, tức là nó đều tác động vào ribosome. Khi các bạn tác cộng gộp hai cái kháng sinh floor và doxy vào thì nó sẽ tạo thành một cái song kiếm hợp bích rất hiệu quả trong việc là khống chế ức chế tổng hợp protein cho con vi khuẩn. Nhưng mà ngược lại các bạn nhớ là đây là hai cái kháng sinh mà có tính chất kiềm khuẩn, thế nên là tác động của nó rất mạnh nhưng mà không mạnh ở cái chỗ trong trường hợp mà chắn hen như con già gà hoặc là điều trị phản ứng vaccine này, chống hen này hoặc là một số yếu tố khác mà liên quan đến túi khí hoặc khớp ấy, thì dường như doxyfloor không hiệu quả. Thế Xuân Trinh tôi tạo ra một cái công thức tuyệt vời, đó là gì? Đó là tôi sử dụng cái Timicom 250 đây, các bạn nhìn thấy trên đầu tôi này. Trên đầu tôi là cái Timicom 250, thành phần của nó là Timicosin. Thì cái Timicosin này nó thuộc nhóm macrolide. Nhưng mà đặc trưng của Timicom 250 này nó có một cái điều hết sức là tuyệt vời, đó chính là nó đi thẳng vào đại thực bào. Thế nên là bình thường nó là nhóm macrolide, đáng lý ra nó là nhóm kiềm khuẩn, nhưng mà khi mà nó đi vào đại thực bào thì nó giống như một ông bộ đội được trang bị súng ống đạn dược khắp người, và đại thực bào chính là cơ quan diệt mầm bệnh. Thế nên là cái việc mà Timicom 200 nó đi thẳng vào đại thực bào, nó làm cho ông bộ đội, làm cho ông đại thực bào thêm súng ống đạn dược, thêm đao kiếm để có thể chém bất kỳ quân thù nào. Thế nên là Timicom 250 là một trong những cái kháng sinh đại thực bào thế hệ tuyệt vời lựa chọn của Xuân Trịnh để chống lại bệnh CCRD. Anh em có thể sử dụng Timicom 250 để làm vũ khí chiến lược trong việc chăn nuôi gia cầm. Thì khi các bạn để ý nhá, khi các bạn kết hợp Floradoxin là hai nhóm kiềm khuẩn, nhưng mà tôi đưa Timicom 250 đi thẳng vào đại thực bào không cần phải mạch máu, nó sẽ là một nhóm diệt khuẩn. Tôi kết hợp với nhóm quinolone là enrofloxacin, nó sẽ tạo ra một cặp phức hợp hai cái thuốc mà diệt khuẩn cực mạnh. Quinolone diệt khuẩn, macrolide nhờ đại thực bào cũng diệt khuẩn, nó sẽ trở thành một cặp song kiếm hợp bích diệt khuẩn cực mạnh. Thế nên là công thức của Sơn Trịnh, đỉnh cao của Sơn Trịnh, đó chính là Timicom 250 kết hợp với enrofloxacin thì nó sẽ tạo thành một đôi gọi là song kiếm hợp bích có tác dụng diệt khuẩn cực mạnh. Tuyệt vời. Nếu mà anh em đang nghe xem livestream của Xuân Trinh tôi, comment số 3 là tôi phát để tôi biết anh em vẫn đang nghe tôi nói tiếp, còn không tôi đi dập đi, tôi đi chơi đấy, không nói nữa đâu. Anh em xem livestream thì phải comment chào nhau một cái. Nhớ nhá, công thức tiêu chuẩn của Xuân Trinh đỉnh cao đấy chính là Timicom 250 kết hợp với enrofloxacin hoặc kết hợp với colistin, nó sẽ tạo thành một phức hợp cực kỳ đỉnh cao. Nếu mà các bạn dùng được cái colistin hàm lượng 50% của bên Gia Khánh Big Boss còn tuyệt vời nữa. Nên là kết hợp giữa Timicom 250 cộng với là colistin để tạo ra cho mình một cái phức hợp, một cái đao kiếm, một cái công cụ để giúp cho con vật nuôi của mình phòng bệnh hiệu quả. Ok rồi nhá. Comment số 3 chưa nhỉ? Để tôi còn tiếp tục đi tiếp nào. Rồi xin cảm ơn số 3 rất nhiều rồi. Rồi số 3 rất nhiều. Hai cái thuốc này ấy, Nhung Cao hỏi rất hay, hai thuốc này trộn hay là đánh riêng? Tất cả những cái công thức vừa giờ Trịnh bảo là đều trộn chung được hết, nhưng các bạn nhớ cho tôi, colistin và Timicom 250
trộn chung đánh tuyệt vời, nhưng mà riêng Colistin, riêng là Timicom 250 và Enro và Rosacin thì các bạn phải để ý là các bạn phải pha một cái thùng Timicom, pha một cái thùng Enro, sau đấy đổ hai cái thùng với nhau, chứ không được đổ kháng sinh Timicom và Enro vào với nhau đấy chưa. Tức là đem Timicom 250 pha với một thùng nước này, Enro pha một thùng nước này, xong rồi đổ hai thùng nước với nhau, thế là thành công thức đỉnh cao của Sơn Trịnh. Yeah, số 3 nhiều chưa? Rồi số 3 nhiều hết rồi, tiếp theo nhá. Khi mà người ta sẽ dựa vào cơ chế tác động của từng loại kháng sinh để người ta sẽ phân thành các nhóm kháng sinh khác nhau. Đấy, anh em thấy không? Nếu mà làm việc mới là chẳng cần làm việc mới ra Khánh Big Boss, các anh em cũng đã nhận được những cái kiến thức tuyệt vời của chuyên gia Sơn Trịnh tôi rồi. Thế nên là những người nào mà còn làm việc với bên Big Boss Gia Khánh ấy, mà là khách hàng bán hàng của Gia Khánh như là đại lý ấy, thì các bạn sẽ nhận được những điều vô cùng tuyệt vời. Ngoài kỹ thuật ra, nó còn live stream, nó còn phát triển con người, rồi là tư duy, nó có rất nhiều yếu tố. Nên anh em tuyệt vời, cảm ơn tất cả mọi người đã làm đối tác của Gia Khánh và Big Boss. Ok, tiếp nha. Số 3 nhiều hết rồi đấy. Rồi, ok rồi, xong, tiếp đi số 3. Cơ chế tác động kháng sinh thì người ta sẽ quyết định phân nhóm. Tiếp theo, nguyên tắc phối hợp kháng sinh thì các bạn nhìn trên bản đồ này. Thứ nhất ấy là nó sẽ phân thành hai nhóm, một là diệt khuẩn, hai là hãm khuẩn. Thì thông thường ấy, ở trên lý thuyết ấy là diệt khuẩn và hãm khuẩn là không thể phối hợp với nhau được. Diệt khuẩn và diệt khuẩn hợp lực này. Hãm khuẩn hợp lực, còn diệt khuẩn mới là hãm khuẩn là đối kháng. Nhưng mà với tôi ấy thì chẳng có cái gì là đối kháng cả. Anh em nhớ cho tôi, lý thuyết là lý thuyết nhưng thực tế nó như thế này này. Ví dụ ông beta-lactam là ông amốc ấy, ông chỉ chữa được mấy con vi khuẩn thôi, còn lại thì ông phải dùng để cho ông sulfamid hay ông macaronid ông chữa. Nên bây giờ mà ông cứ sợ là phải đối kháng mới là sợ hãm khuẩn mới kìm khuẩn thì làm sao mà chữa được gà. Thế nên anh em, một nguyên tắc đơn giản của Xuân Trịnh tôi ấy, nếu mà phối hợp được thì pha chung, còn không phối hợp được thì pha riêng. Anh em nhớ cho tôi nhá, nếu mà hiệp lực mà phối hợp được thì pha chung, còn không hiệp lực không phối hợp được thì một cái dùng sáng một cái dùng chiều chẳng sao cả, quan trọng nhất là phải chữa được bệnh. Còn bây giờ để con gà con lợn nó năm năm nó chết thì nói chuyện gì đến kỹ thuật, đúng không anh em? Nếu mà anh em thấy đúng ok thì comment cho tôi số 4 ngay. Để tôi nói lại nhá, nguyên tắc phối hợp kháng sinh ấy, nó sẽ có nhóm diệt khuẩn với hãm khuẩn, gọi là kìm khuẩn đấy. Thông thường thì diệt khuẩn và hãm khuẩn ít khi phối hợp với nhau, thì anh em dựa vào cái bảng phối hợp kháng sinh này để quyết định việc đấu kháng sinh này. Đây là bảng của Xuân Trịnh tôi, không phải bảng người nào khác, và đây là những cái trải nghiệm của tôi 11 năm qua đi làm việc, chứ không phải cóp nhặt ở đâu cả. Nên là tất cả đều đã được ứng dụng và điều trị khá hiệu quả. Thế thứ nhất ấy, kết hợp được thì pha chung, còn không kết hợp được thì một cái sáng một cái chiều. Ok nhá. Anh em xem livestream comment số 4 nhá. Tôi biết anh em đang xem đây này, còn nói chuyện tiếp chứ không sắp hết rồi, còn phải đi Hà Nội ấy. Tí nữa phải đi Hà Nội để mai họp đấy, nên là hôm nay livestream hai phát đấy để cho anh em xem vài hôm, xong rồi tôi đi họp về 3 ngày nữa, tôi đi công tác về livestream tiếp, đồng ý không? Nếu đồng ý thì comment số 4. Ok nhá. Nguyên tắc phối hợp kháng sinh và nguyên tắc phối hợp kháng sinh này, chú ý cho tôi này, ta chỉ dùng kháng sinh hãm khuẩn trong trường hợp cơ thể còn sức, vì thuốc chỉ làm vi khuẩn ngưng phát triển, yếu đi và làm hệ thống đề kháng của cơ thể sẽ làm nhiệm vụ tiêu diệt chúng. Nhớ cho tôi nhá, là ta chỉ dùng thuốc kháng khuẩn trong trường hợp cơ thể còn sức, còn lại nếu mà cơ thể yếu quá thì phải dùng diệt khuẩn. Nếu nhiễm nặng, cơ thể bị yếu phải dùng kháng sinh diệt khuẩn, đúng rồi. Và nhớ nguyên tắc của Xuân Trịnh, hai nguyên tắc nữa. Thứ nhất ấy, phối hợp được thì pha chung, còn không phối hợp được thì sáng một thứ chiều một thứ. Một số công thức phối hợp như sau: beta-lactam cộng với aminoglycosid, các bạn thấy cái pelicitep ấy, hoặc beta-lactam kết hợp với polypeptide có amoxicillin, colistin này, ambicillin, colistin này. Ngoài ra một số công thức khác như tetracycline cộng macrolide là doxycycline và tyrosine. Đấy thì hôm nay tôi đã chia sẻ với quý vị và anh em hai cái livestream số 1, đây là kỹ thuật mổ khám gia cầm và các bước mổ khám gia cầm chuẩn đoán bệnh như nào. Livestream số 2 là nguyên tắc phối hợp kháng sinh. Nếu mà anh em mà xem thấy hay ấy, mà chia sẻ cái video, cái livestream của tôi nhiều ở trên mạng ấy, tôi thấy vui thì hôm sau tôi livestream tiếp. Còn nếu mà anh em xem xong nhưng mà chả có ý kiến gì, chả có chia sẻ gì, chẳng có cái gì để giúp đỡ mọi người ấy, chỉ biết xem cho bản thân mình thôi, thì hôm sau tôi lại không livestream nữa, tôi chỉ gửi video cho anh em xem thôi. Thế anh em thấy hay thì comment cho tôi số 10 cái. Nếu mà anh em thấy tôi năng lượng này, thấy tôi nói nhiệt huyết này, động lực này, chia sẻ hay, thì anh em cho tôi
xin các anh em cho tôi xin comment số 10 ấy để tôi lấy động lực cái. Ok nhá. Xin cảm ơn Thiên Phước đã cho số 10 rồi đấy. Anh em thấy tôi năng lượng, thấy tôi chia sẻ hay, tuyệt vời, comment cho tôi số 10 ấy để tôi có động lực làm video tiếp này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cho số 10 rất nhiều, xin cảm ơn. Ui, còn cả số 11 nữa cả. Ác quá. Xin cảm ơn mọi người. Thế nhá, bây giờ nói tiếp một tí nữa. Anh em có nhìn trên hình nào? Đây là cái Timicom 250, một trong những cái kháng sinh mà Xuân Trịnh tôi lựa chọn cho năm 2019 để quý vị và các bạn có thể chắn CRD ở trên con gà con 1 ngày tuổi. Các bạn có thể chữa CRD, các bạn có thể làm bất kỳ điều gì các bạn muốn. Khi mà các bạn muốn chữa bệnh hiệu quả nhất đấy để sử dụng cái Timicom 250 này thì quý vị và các bạn có thể giúp Xuân Trịnh tôi. Các bạn có thể giúp Xuân Trịnh tôi bằng cách là các bạn đem cái Timicom 250 này các bạn kết hợp với một cái kháng sinh như là enrofloxacin này, colistin này, hoặc là cái nhóm nào mà nó diệt khuẩn cực mạnh về con E. coli ấy, thì các bạn sẽ tạo thành được một cái bộ thuốc phức hợp để các bạn vừa điều trị được phức hợp hô hấp, các bạn vừa điều trị được CCRD này, điều trị được ORT. Các bạn nhớ cho tôi, Timicom 250 nó là một kháng sinh nhóm macrolide, nó là kháng sinh đại thực bào và quan trọng nhất nó là kháng sinh trị gram dương. Thế nên là nếu mà các bạn muốn điều trị hiệu quả tuyệt đối ấy, thì các bạn cần phải kết hợp với một nhóm kháng sinh khác thuộc nhóm trị gram âm. Bên công ty Gia Khánh Big Boss chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn 3 dòng thuốc như sau để các bạn có thể kết hợp với Timicom 250. Thứ nhất là các bạn có thể dùng colistin. Thứ hai là các bạn có thể dùng enrofloxacin. Và quan trọng nhất còn một cái kháng sinh kinh điển mà chỉ có công ty Gia Khánh Big Boss chúng tôi mới có, đó chính là apramycin. Đây là một trong những kháng sinh tuyệt vời nữa. Khi các bạn kết hợp Timicom 250 cộng với apramycin thì nó sẽ tạo thành một cái bộ phức tuyệt vời để cho các bạn phòng và chống bệnh CRD, CCRD, INT, ORT. Yeah! Cảm ơn tất cả các bạn đã xem livestream của Xuân Trịnh ngày hôm nay. Xuân Trịnh xin kết thúc cái livestream ở đây để chuẩn bị quần áo và đi Hà Nội ngay bây giờ. Và tối nay vào lúc 20 giờ Xuân Trịnh sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội. Ai là người mà làm trong ngành thú y hoặc là bạn bè của Xuân Trịnh muốn mời Xuân Trịnh uống cà phê buổi tối hoặc là 10 lít chè thì xin mời gọi điện vào số điện thoại của bác sĩ thú y nhà đào tạo diễn giả Phạm Xuân Trịnh 0977 809 555. Đọc lại nha, số điện thoại của bác sĩ thú y Phạm Xuân Trịnh 0977 809 555. Bất kỳ một trường hợp nào các bạn muốn tư vấn, muốn chia sẻ, muốn gì các bạn hãy nhắn tin vào số điện thoại cho tôi. Facebook của tôi là Phạm Xuân Trịnh, Diu kênh YouTube của tôi là Phạm Xuân Trịnh Official. Còn nếu mà các bạn không biết tìm Xuân Trịnh, không biết tìm livestream, không biết tìm video của Xuân Trịnh ở đâu thì các bạn cứ vào Google gõ Phạm Xuân Trịnh thì tôi xuất hiện ở khắp mọi nơi mà, nên không phải lo nhá. Đây tôi chiếu thử cho anh em xem Xuân Trịnh xuất hiện ở đâu nhá. À, cho anh em xem Xuân Trịnh xuất hiện ở đâu này. Quảng cáo tí cho nó vui. Đấy, anh em xem Xuân Trịnh xuất hiện ở đâu nhá. Tìm Xuân Trịnh dễ lắm. Đó, ok, nếu mà anh em muốn tìm Xuân Trịnh thì rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần vào trong Google. Đấy, anh em vào trong Google đơn giản như thôi, thế này thôi, anh em vào trong Google gõ ở trên Google Phạm Xuân Trịnh thôi. Đấy, anh em gõ Phạm Xuân Trịnh này. Anh em enter một phát này. Đấy chưa, anh em thấy tôi xuất hiện không? Đây đây, toàn Xuân Trịnh như này làm gì có ông nào khác. Đấy, vào Google gõ Phạm Xuân Trịnh thì thấy tôi xuất hiện khắp mọi nơi. Nếu mà các bạn chuyển sang cái mục video này đấy thì thấy toàn Xuân Trịnh, không nên làm gì có ông nào khác chen vào đây. Thấy chưa, tiếp theo anh em chuyển sang mục hình ảnh này, đấy tôi xuất hiện khắp mọi nơi chưa. Ngày xưa ấy, anh Trịnh Xuân Thanh đánh đè được tôi, tức là khi mà đánh chữ Phạm Xuân Trịnh thì toàn hình ảnh của anh Trịnh Xuân Thanh thôi, nhưng mà bây giờ gõ Phạm Xuân Trịnh ra Phạm Xuân Trịnh một dàn như chỗ nào thì thấy Phạm Xuân Trịnh. Nên là anh em tìm Xuân Trịnh rất dễ. Thế thì anh em chuẩn bị tiệc tùng đi để hôm nay gặp nhau ở Hà Nội nha. Nói vui thế thôi. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã xem livestream của Xuân Trịnh. Thì Xuân Trịnh xin kết thúc cái livestream ở đây nha. Xin chào lại mọi người, là xin chào Dũng Bùi Quang Anh, Quang Đoàn, Nguyễn Thế Giang, xin chào Tuấn Văn, xin chào Su Lê này. Phong Cao hỏi có lúc nào bác lên Tuyên Quang không ạ? Cứ mời có nước chè, nước trắng mời là lên đây nhá. Phong thề nhá. Xuân Trịnh không uống rượu, chỉ có uống nước trắng mới uống nước chè thôi. Nhung Cao, khi nào vào miền Nam
Lâm Đồng alo em nhé, sắp vào rồi đấy. Vào Sài Gòn thì Lâm Đồng cũng gần thôi mà. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong kênh video vừa rồi. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm vào nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng bạn sẽ nhận được video sớm hơn người khác. Phạm Xuân Trinh cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Xuân Trinh.